Dạ rồi, con xin phép chào chú nhá. Dạ, chào. Chú có thể giới thiệu chú tên là gì? Tôi tên là Trần Văn Tạo, sinh năm 1967, quê ở Sóc Trăng, ấp Sida, huyện Châu Thành. Dạ, chú Tạo hả? Dạ. Chú Tạo là hiện tại là đang làm việc ở đâu? Đang dẫn mấy đứa cháu lên Bình Dương chỗ khu công nghiệp Singapore này bán vé số nuôi với đứa cháu. Hôm nay chú về đây chú nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ gì đấy chú? Nhờ hiệp sĩ để giúp đỡ cho tìm coi con bé này, con gái này nó bỏ lại mấy đứa con tôi nuôi đó, là đứa con nó còn hay không để biết. 6 tháng đầu á thì nó còn liên lạc, nó lâu lâu nó cũng còn nhắn tin, rồi bây giờ 6 tháng nay là không có liên lạc được. Trời ơi, là chú đi tìm con. Dạ. Con gái của chú tên là gì? Trần Thị Trinh. Con gái của chú năm nay là bao nhiêu tuổi rồi chú? Sinh năm 90 á. 90 là 34 tuổi rồi. Dạ. Là bỏ đi từ tháng 6 năm vừa rồi hả chú? Tháng giêng đi, hồi tháng giêng của năm trước lận. Năm nay là tính là 1 năm 1 tháng rồi đó. Trời ơi. Vậy là con gái của chú đã có gia đình rồi hả? Có hai đời chồng, nhưng mà đời chồng trước á thì hai đứa con chồng nó cũng ở ngay chỗ ngay Ba Cà Điệp rồi nè. Rồi nó thôi nhau rồi nó đi làm ăn, sao nó gặp nó quen với thằng ở Hải Phòng á, mà thằng này nghe nó chơi xì ke vậy nó không biết, từ đó giờ tôi mới gặp nó hai lần à. Rồi nó sanh chồng sau này ba đứa con nữa, là năm đứa, năm đứa, bốn đứa con gái thằng trai. Rồi nó dẫn đứa, còn hai đứa nhỏ giờ nó bỏ cho tôi nuôi luôn. Vậy là bây giờ là bốn đứa cháu ngoại chú đang nuôi. Đang nuôi mà bà xã bệnh còn 30 kg. Chú đông con không? Có hai đứa, thằng trai thì nó cũng nghèo, mà nó có chồng với nó có vợ ở ngoài Đắk Nông á. Là đi ra Đắk Nông ở rể luôn rồi. Dạ. Còn bây giờ là chỉ có hai ông bà già. Hai ông bà già, bà xã của bệnh mà còn có 30 kg. Ôi trời đất ơi, 30 kg. Dạ. Ủa cô bị bệnh gì mà sao ốm dữ chú? Bệnh phổi, bệnh gì tùm lum á, huyết áp gì. Bà hổm đi có nằm bệnh viện đợt rồi cũng bán số rồi bà. Tính ba chết xong đó, ba nằm hước lên xong rồi nằm bệnh viện rồi vòng vòng sớm viện nó cũng cho được mớ tiền nuôi bệnh, mà nó không bao giờ quá. Bây giờ bác ăn uống cũng ngày con chén ăn là con chén cơm. Vậy bây giờ là bốn đứa cháu ngoại thì bây giờ ai chăm đây chú? Con mình chú lo không à. Bây giờ chú nói chung ra mắt cũng kém nữa, mắt bị cận thị, bây giờ nó bị mổ hổm, giờ mắt rồi còn con thấy đường màu màu vậy. Cháu ngoại chạy xe còn đi muốn đụng ta nữa. Cháu ngoại là lớn nhất là bao nhiêu tuổi rồi chú? Sinh năm 11 á. Bé lớn nhất 13 tuổi. 13 tuổi, bé nhỏ nhất là bao nhiêu? Nhỏ nhất 17 tháng. Trời ơi. Có bé nào được đi học không chú? Thì có hai đứa bé lớn thì đứa học lớp 7, đứa học lớp 4 nghỉ hết trơn rồi. Là bây giờ nghỉ học luôn rồi. Chứ giờ nó lên nghỉ nó cũng phụ bán số nè. Ơi. Đi bán cái số với tôi chứ mình tôi bán cũng không đủ nuôi đâu. Mình số chú lấy cũng không được nhiều, nó lấy cũng có 300 tờ bán ngày nào mà xào ngày đấy. Mình chú bây giờ lo ăn còn chưa đủ, nói chi là lo chuyện học hành đúng không ạ? Dạ. Vậy bây giờ là các cháu ngoại là nghỉ học hết rồi. Nghỉ học hết rồi, còn hai đứa nhỏ chưa có giấy tờ nữa kìa. Nó sinh đẻ rồi nó bỏ vậy đó, rồi không có giấy chứng sinh á. Rồi xuống chứ làm giấy chứng minh, giấy khai sinh người ta không chịu, giấy xã người ta không có chấp nhận. Vậy là bây giờ là chưa có giấy tờ, chưa hai đứa nhỏ sao rồi nè, là chưa có giấy. Chú đi bán như vậy rồi một ngày rồi được kiếm được bao tiền? Có 320 330 gì đó. 320 330, con cho là 350 đi. Ừ. Mà lo cho cô bây giờ ngoại bảo bệnh nữa. 6 miệng ăn đúng không ạ? Và đặc biệt rằng là bà xã của chú lại bệnh, còn hai đứa nhỏ thì phải cần có sữa nữa. Dạ, ôi trời đất ơi. Rồi nhà trọ, tiền nhà trọ nó. Nhà trọ là một tháng bao tiền chú? Tháng 1,5 triệu. Cái này mình chú lo sao nổi, không bao giờ nổi. Thì nó làm ngày nào nó không dám nghỉ luôn, từ lên đây là bán ngày nào nó không có nghỉ ngày nào luôn á. Vậy bán là con hoài, bán hoài. Vậy là con gái của chú tính thời điểm hiện tại bây giờ là hai đời chồng. Đúng hai không đời ạ? Chồng. Chồng trước mình có cưới không? Nói chung ra thì cũng làm sao sao vậy à. Có đăng ký kết hôn không chú? Có. Còn chồng sau chắc không, cặp ha? Không. Chồng sau chắc cặp ở đúng không ạ? Dạ, chồng sau cặp ở. Vậy là con gái là đi hơn một năm trời là không có liên lạc về nhà. Nó có liên lạc không? 6 tháng đầu á thì có nhắn tin, thì nó cũng lâu lâu nói chuyện, rồi cái đâu nó tắt thời gian.
cái tháng cái nó mở máy ra nó nhắn tin mà từ 6 tháng sau này là không có liên lạc được. Thì tôi mới lên nhờ hiệp sĩ của chú Thanh Hải là để đăng lên để coi nó còn sống hay không, biết nó ở đâu. Vậy là 6 tháng đầu là có gửi tiền về để nuôi con không? Không, gửi gì đâu. Trước kia gửi gì chứ? Không gửi gì hết á. Tại tôi nó trước khi là sau hồi qua Tết đó là nó kêu tôi phải đi hỏi tiền giùm cho nó để, ôi trời, để cho nó đi ra nước ngoài lao động. Rồi nó hỏi hết mấy chục triệu nó cho nó đi làm giấy làm tờ làm ba giấy căn cước mới nè. Đi nước nào chú? Thì rồi đi qua nước Đài Loan vậy đó. Thì nó đòi đi thôi nhưng mà làm giấy xong mà nó có đi đâu. Nó rủ cái thằng chồng sau đó lên nữa rồi đầu nó kêu vô trong đây nè, rồi đầu mà nó chơi bời sao rồi tới giờ. Rồi mấy chục triệu của chú đâu rồi? Dạ. Mấy chục triệu chú vay mượn rồi trả chưa? Rồi, trả đâu tiền đâu trả. Trời ơi. Chữ hoài kìa. Lo mấy đứa nhỏ không xong nó lên trả. Vậy là con gái bỏ đi biệt tăm biệt tích luôn. Trước kia con gái của chú làm công việc gì? Thì cũng làm công nhân gì thôi chứ làm gì đâu, làm công nhân bậy bạ vậy đó. Em nó có ngoan không? Trời ơi, lúc trước nó ngoan lắm, nó cũng ngoan lắm đúng không? Đồ này kia nó khô, nó biết chuyện lắm mà sao nó vô. Nó quen cái thằng sau này gặp gì đâu không mà tôi cũng không hiểu nó ra sao nữa. Quen cái thằng sau là quen ở đâu? Chú đi làm nó quen á, tôi có biết ở đâu. Xong rồi về nói chuyện với chú hả? Thưa chuyện với chú là cho cưới hả? Sao này có cưới đâu. Con biết rồi nhưng mà ý là thưa chuyện với chú để xin phép ở chung đúng không? Nó quen gì thôi chứ mình đâu có nói này cưới hỏi gì đâu. Vậy là đẻ ra được ba đứa con. Đẻ là lúc nó ở trên Bình Dương này nó đẻ nè, là mà sao có trốn viện hay không mà không có giấy chứng sinh hết trơn, bây giờ làm giấy không được mới khổ mấy đứa nhỏ là bây giờ xuống xã làm tao không chịu. Giờ tội nhất là mấy đứa con thơ này. Đó. Ăn cho ăn thì sướng quá rồi đẻ ra rồi bỏ lơ bỏ lóc ra vậy này. Bây giờ ở đây cũng nhờ chương trình lên con còn sống á thì phải nhắn tin về cho cha mẹ biết chứ bả bây giờ ở đâu ốm sắp chết rồi đó. Quá khổ. Bây giờ chú lo sao nổi đây? Giờ tôi bây giờ tôi cũng hết biết rồi. Giờ đến đâu tính tới đó thôi đúng không ạ? Bây giờ lỗi ngày nào ăn ngày đấy. Vậy là chú công việc hàng ngày là chú đi bán vé số. Hôm nay là chú nghỉ hả? Cũng có nghỉ đâu. Đâu có nghỉ đâu, bán đêm hôm rồi sáng này còn mấy chục tờ tranh thủ sáng bán đâu lát rồi mới chạy đây nè. Còn không? Giờ chú còn vé số không? Còn được 18 tờ. Đưa con ủng hộ cho chú hết luôn. Đưa đây cho con. Chiều nay con mà trúng là con giúp chú ha. Dạ. 18 tờ đúng không ạ? Khổ lắm cô chú anh chị ơi. Giờ là ông ngoại giờ là vất vả rồi. Đấy con gửi chú. Con này khổ lắm. Khỏi chú ơi, khỏi. Cảm ơn chú. Rất khổ. Chiều hay bán số ở chỗ cây xăng. Chú hay bán ở đâu? Để con nói để cho mọi người ủng hộ chú này. Ở phân cây xăng chính thông chỗ cầu cổng Vị Thương nè. Cổng Vị Thương. Không cây xăng á, cây xăng của Tính Thông á. Chú thường thường chú bán buổi sáng hay là buổi chiều hay bán cả ngày? Bán buổi chiều đó nhiều chứ còn sáng ít có bán đó, không có bán. Chú đọc rõ cái địa điểm đi để cho bà con cô bác khu vực, đặc biệt là khu vực ở gần đó để ủng hộ chú, giúp chú. Cây xăng của Tính Thông. Chú là ngồi một chỗ bán đúng không hay là đi bán dạo? Đứng cái xăng nó bán tới bán lùi chứ chắc chịu. Đúng rồi đấy ha. Bà con cô bác mà khu vực gần cái xăng á thì có thể giúp chú ủng hộ chú này mua vé số của chú. Dạ. Để giúp chú có một cái đồng bạc để chú lo cho các cháu ngoại. Số giờ lấy cũng không được nhiều nữa. Sao vậy chú? Không biết sao đại lý giờ lấy số nó phát có ít xong mà. Chú bán ngày là thường thường được. Nếu mà có số đủ á thì hai ông cháu đồ bán cũng cỡ 400 mấy thì nó có thí dụ nó bán rộng ra thì nó đỡ chút lo phải hàng tháng phải gửi tiền cho nhỏ với gửi với đứa đó còn ba đứa trên đây gửi đứa đó ở dưới quê là cho ai cho bà cô đó bà cô nó cũng khổ chứ đâu có tiền bạc gì đâu khổ quá khổ con đùng con làm cho một cái một bây giờ bỏ đi biệt tâm biệt tích để lại mấy đứa con thơ bơ vơ. Ông bà ngoại giờ phải lo hết. Vậy là bên đường nội đó là mình đâu có biết ai đâu hả? Trời ơi, bên nội nó mà cô nó cũng biết gì là cô nó cô sao nè bên mấy đứa sao á. Cũng dân ngoại cũng có xưởng bọng gì đó mà
có một lần gửi được cho 1 triệu bạc tới bây giờ, hồi lúc mà cách ly, tức là ở ngoài Hải Phòng á. Hải Phòng ha. Dạ, gửi cho đúng 1 triệu. Một triệu bạc thì làm gì đây, xưởng gỗ xưởng đồ á, chứ không phải là nghèo đâu. Triệu bạc thì làm được cái gì đây? Mà thì biết bao lâu rồi đó, chứ đâu có tới giờ điện cũng không có máy luôn. Bây giờ chú đang sợ nhất là con gái nhà mình trong thời gian qua là sẽ gặp những cái điều không hay, đúng không ạ? Dạ. Trên cái video này một lần nữa này, chú có điều gì tình cảm nhất chú muốn nhắn gửi tới con gái của chú, hy vọng rằng là con gái của chú đang ở đâu đó sớm quay về, để đặc biệt là chăm sóc cho những đứa con mà mình sinh ra. Chú nói đi chú. Giờ hôm nay dịp cha cũng muốn quay lên đây để cho con có nghe cái tin này. Con phải nhắn tin về hoặc là vậy đi về làm giấy cho con, cho nó đi học. Hơn 1 năm trời là chú không được gặp con gái, chú nhớ không? Chung ra con vẫn nhớ chứ. Nhớ rất nhiều, đúng không ạ? Con thấy chú là một người đàn ông rất là khổ tâm, khổ từ tinh thần cho tới thể xác. Bởi vì hiện nay thì cái hoàn cảnh và cái điều kiện của chú rất vô cùng là khó khăn. Chú thì vợ thì còn có 30 kg, thì con thấy là người rất là ốm rồi. Mà trong khi đó lại phải chăm sóc những cái đứa cháu ngoại còn rất nhỏ nữa. Và đặc biệt rằng có mấy cháu ngoại để đi bán chung với chú, đúng không? Đang học cho nó nghỉ á. Rất tội. Tương lai tuổi thơ, tương lai của những đứa trẻ rồi đi đâu về đâu đây. Mà bây giờ là biết làm sao đây. Bây giờ ông ngoại cố gắng hết sức có thể rồi. Ông ngoại chỉ biết lo được đến đâu hay tới đó thôi. Trách cái này là trách mẹ của bé, trách cha của bé. Chỉ biết sướng thôi, chú ạ. Con phải nói điều này là chỉ biết sướng thôi, sướng bản thân thôi. Tạo ra các con rồi bỏ mặc chúng. Thật sự rất là đáng trách. Rất khổ. Hy vọng rằng là em gái đang ở đâu đó xem được video này, sớm quay trở về để đoàn tụ với lại ba, đặc biệt là để chăm sóc cho những đứa con em sinh ra. Bởi vì hiện nay thì câu chuyện là ba em về đây nhờ các anh đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đi tìm em, thì em cũng biết rõ cái điều kiện hoàn cảnh gia đình nhà mình như thế nào rồi. Nên mà em ở đâu đó thì em phải sớm quay trở về. Bởi vì lo mấy đứa nhỏ. Những đứa nhỏ với đồng chưa làm được. Những đứa nhỏ nó rất cần có cha và có mẹ, và đặc biệt nó cần có cơm ăn và áo mặc. Tương lai của chúng bây giờ là thật sự là rất là đen tối rồi. Mình làm cha làm mẹ, mình đừng có nghĩ là mình ăn chơi cho sướng cái bản thân đi, rồi mình tạo ra chúng rồi mình bỏ mặc như vậy, đó là thiếu trách nhiệm. Mẹ nó biết sống nổi qua năm nay không nữa. Là bà xã chú hả? Trời đất ơi. Giờ nghe mà ho rồi đi không nổi. Chú sao số phận chú khổ thế chú? Chú là năm nay nhiêu tuổi chú? Sinh năm 67. 67 hả? Năm 7 năm 8. Tóc khói hết, bạc hết rồi kìa. Thôi cố gắng chú ạ, dù cuộc sống có nghiệt ngã như thế nào thì mình cũng phải cố gắng thôi. Bây giờ là mấy cây mấy hoa mấy nhà mấy cảnh, số phận con người mà chú ạ. Nhưng mà tôi như ta cho mấy đứa nhỏ rồi đó. Tại tôi chạy đi cái đâu tới. Không cho ha. Người ta xin ta cho mấy chục triệu đâu có cho đâu. Dù thế nào đi chăng nữa, dù hoàn cảnh có khốn khó, khó khăn cỡ nào thì mình cũng phải cố gắng để mình nuôi cháu, đúng không? Chú bản thân chú là suy nghĩ như vậy đúng không? Yeah. Bởi vì máu mủ ruột già mà mình không có đành lòng, đúng không ạ? Rất khổ. Giờ tôi quay cái video này lên á, nếu mà ai có biết con tôi nó tên Trần Thị Trinh đó. Nó thằng chồng nó tên Đạt. Tôi cũng không biết họ anh chồng nó, nhưng mà có biết ở đâu á thì gặp mấy số điện thoại á là 0865 559946. Có điện cho tôi hay dùm. Cái tên Đạt này á là gọi là con rể của chú đi, chứ thực chất là chưa phải là con rể nữa. Là... trời, tôi nói từ hồi nó ở với nhỏ này mấy đứa con gặp nó chừng 2-3 lần à. Gặp 2-3 lần đó thì cái thái độ đối xử với chú như thế nào? Mà nó không phải như ta bình thường, tại con tôi không thôi, không phải. Tại con mình ha. Nó mê thằng này quá trời, mà này chơi xì ke là chắc rồi đó, tôi biết đó. Ôi trời đất ơi, chơi xì ke luôn. Ừ. Ồ, mà con nhà mình vẫn lao đầu vào. Lao đầu sợ nhỏ nó sao nó dụ nhỏ nó chơi nữa thì đừng nói mà không đâu. Vậy là con nhà mình quá trời ngoan này. Con nhà mình ngoan quá rồi. Này thua rồi, thua toàn tập rồi chú ạ. Thôi về cố gắng thôi chú. Cố gắng thôi chứ biết sao bây giờ được.
Chú cứ suy nghĩ lạc quan đây nha. Hy vọng rằng tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng, các nhà hảo tâm, các nhà mạnh thường quân, nếu thương chú, thương hoàn cảnh của chú và đặc biệt thương những đứa nhỏ, thì có thể bớt chút một hai ly cà phê, suất ăn sáng ra để giúp cho những đứa trẻ nó có một cái tương lai tốt đẹp hơn. Thì cô chú anh chị cứ liên hệ trực tiếp với chú nếu muốn giúp đỡ những đứa trẻ, những đứa cháu ngoại của chú. Bởi vì những đứa nhỏ nó không có tội, ba mẹ mới là người có tội. Ba mẹ chúng sinh ra chúng nhưng không có trách nhiệm với chúng. Ba mẹ chỉ biết sướng cái bản thân thôi, tạo ra chúng rồi không nuôi, bỏ mặc chúng. Đó là cái điều tội lỗi của ba mẹ. Thì ba mẹ nó tội lỗi thì ba mẹ nó tự chịu thôi. Còn bây giờ những đứa trẻ nó vô tội, nó rất hồn nhiên. Đúng ra những đứa cháu ngoại của chú đang cái tuổi này là tuổi ăn, tuổi học, tuổi được cấp sách tới trường. Nhưng trong cái câu chuyện gia đình nhà mình thì những đứa trẻ bây giờ hiện tại hai đứa đúng không ạ, phải lăn lộn cùng với chú để mà đi bán vé số. Hai đứa bán, còn đứa nhỏ xíu, đứa nhỏ 17 tháng đó. 17 tháng bây giờ là mỗi tháng rồi, mỗi ngày cũng tốn 50 ngàn đó, tiền sữa với tiền tả với, chưa tính tiền thuốc tiền này kia. 50 ngàn là rất ít đó chú ạ. Dạ, 50 ngàn là ăn kiểu nhà nghèo á. Dạ. Sữa đó là uống những cái uống sữa tươi đúng không? Sữa tươi không à. Chứ đúng ra những đứa bé như vậy là đang uống sữa bột, sữa hộp. Nhà nghèo còn có sữa đâu mà uống mới có. Thì thế con mới nói. Sáng khi ăn cho nó ăn cơm nguội luôn á. Trời đất ơi. Đâu có ai mà ăn cháo được như ta. Cơm nguội chan nước tương hả? Rất khổ cô chú anh chị ạ, nên em rất mong rằng tất cả các cô chú anh chị, các nhà hảo tâm, các nhà mạnh thường quân có thể giúp chú thì liên lạc trực tiếp với chú. Chú đọc lại số điện thoại của chú đi. 0865 55 9946. Đó là số điện thoại của chú, thì cô chú anh chị nếu muốn giúp chú thì cứ liên lạc trực tiếp với chú. Cô chú anh chị nhá. Khỏi cần phải liên lạc với anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải làm gì hết, cứ liên lạc trực tiếp với chú để giúp chú. Rồi cái sự việc của chú thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ, tìm kiếm cái tin tức xem con gái của chú đang ở đâu. Lúc trước thì nó cũng ở trong khu đó, đó mà cũng không biết nó ở đâu. Để giúp con gái của chú có thể là suy nghĩ lại, bình tâm lại, thức tỉnh lại để mà quay về chăm sóc các con, cùng như là phụng dưỡng mẹ già. Đứa sắp sửa tới giờ đang có con người ta đúng là học mẫu giáo rồi, nó 5 tuổi rồi. Bây giờ nó chưa có giấy gì trơn, sao học hành. Bây giờ bà con trong họ nhà mình có ai giúp đỡ được cái gì không chú? Gia đình cũng khó khăn không, rồi bà tám đó, cái bà mà em kế tôi đó, bà nuôi nhỏ dưới đó rồi. Thấy thương người nuôi ha. Thì cũng gửi tiền về đó chứ không phải mà nuôi không đâu. Bà cũng có gia đình, bà cũng khó khăn. Thì đó, thì bà tám bà cũng đâu có giàu đâu. Bà tám bà cũng khổ, bà nuôi được là bà thương, vậy là tốt rồi chú ạ. Nên ví dụ mình bán mình tái mót ra được chút đỉnh nào gửi về cho nó sửa bỏng rồi. Thôi cố gắng chú ạ nhá. Dạ. Thì hôm nay chú về đây thì anh em đội sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận cái trường hợp của chú, giúp đỡ chú là hoàn toàn miễn phí. Thì chú có hôm nay chú về đây là chú nhờ anh em đội sĩ Nguyễn Thanh Hải quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con. Và đặc biệt trong câu chuyện của chú thì buồn thì rất nhiều mà vui thì chẳng thấy đâu. Chú có đồng ý cho tất cả các anh em đội sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con gái mình về không? Dạ đồng ý ạ. Con không biết nói gì hơn thì con chỉ biết chúc cho chú và đặc biệt là cô. Nhất là cô, bà xã của chú hỏi bà lắm, nhanh bình phục. Và chúc cho những đứa cháu ngoại của chú là sức khỏe là phi thường, sức khỏe là hơn người khác. Và con hy vọng là có cô chú anh chị mạnh thường quân nào để giúp đỡ gia đình nhà mình nhá chú nhá. Dạ. Thôi chú cố gắng, con tin rằng là một ngày gần nhất thì sẽ chú sẽ có được cái thông tin tin tức về con gái của chú đang ở đâu đó. Và mong rằng con gái của chú sẽ sớm quay về. Dạ. Bởi vì thường thường người ta thường nói là không có người mẹ nào bỏ con hết. Mẹ là cái tình mẫu tử nó thiêng liêng lắm, cái tình mẹ nó cao quý lắm. Nhưng trong cái câu chuyện gia đình nhà mình thì con thấy rằng là khác quá. Quá khác chú ạ. Con thấy là con gái của chú là vì cái hạnh phúc của bản thân mà đang bỏ đi những đứa con thơ. Đó là chắc cái điều bỏ trên người ta, mẹ nó không ngó tới. Ngày xưa là con gái của chú học hay lớp mấy? Học cũng nhỏ à, học lớp 4, 5 vậy. Đó. Lớp 4, lớp 5. Còn bây giờ các cháu ngoại của chú là không được học rồi. Trên đà là nguy cơ là không biết chữ rồi. Có không, hai bé không, có hai bé trước thì nó học, thằng học lớp 7 nghỉ rồi. Rồi đứa học lớp 4 cũng đang nghỉ luôn. Đó, con nói giờ rồi. Giờ còn hai đứa sau này không biết nó biết có làm giấy chứng minh được, giấy cây xanh được không? Không có giấy tờ sao đi học đây? Đó. Không đi học là không biết chữ, mà không biết chữ là sau này sẽ khổ. Đặc biệt bây giờ mấy bé bây giờ là sau này tương lai làm gì? Trước mắt là tương lai là đi bán vé số rồi đó. Hiện tại là đi bán vé số đó. Còn tương lai của bọn chúng thì chưa biết như thế nào luôn. Đây tôi gửi trong mạng này là
cái cô Hà mà em của chị gì cũng Đạt đó, cô thấy quay cái video này nè, cô gia đình cô cũng đâu đánh đổi đâu, mà cháu cô bỏ lăn lóc vậy đó, cháu nội cũng bên máu mủ bên cô với tôi bên ai. Cô thấy cái video này cô thấy cô phải giúp cho mấy đứa cháu cô một cái gì đó để cho nó tạo tinh thần cho nó sau này mình sống, nếu mình có đồng tiền mình đâu có để hoài được đâu, mình sao mình sống được hoài đâu. Nói cho cô biết cô sao nhận được cái video này, cô suy nghĩ tâm lại, cô xin nằm đi suy nghĩ đi, điện cô không bắt máy luôn. Nếu mà bây giờ có cô chú anh chị nào mà nhận các bé về để nuôi để cho ăn học thì chú có đồng ý không? Giờ nếu mà đồng ý thì nếu mà cho ăn học, ví dụ cho ăn học á, sau này ví dụ tôi ấy khỏe khỏe gì tôi nhận về cho được, chứ còn mà cho luôn không cho đâu. Tức là các cô chú sẽ giúp cho nó ăn học thôi. Dạ. Chứ còn bản thân chú bây giờ cái tương lai của những đứa trẻ đó về đâu đây? Giờ chú thì bây giờ lo ăn còn chưa nổi thì sao mà? Dạ. Ví dụ cô chú Mạnh Thường Quân nào mà thương á, mà nhận các bé về là nuôi cho bé ăn học á, thì chú cũng suy nghĩ lại đi để bé cho bé có cái tương lai tốt đẹp. Bé gái học lớp 4 nó học giỏi lắm, học cô đồ khen, có giấy khen mỗi năm luôn á. Giỏi nhưng bây giờ nghỉ học rồi, bây giờ cũng thua luôn rồi. Khổ thế chứ. Dạ thưa cô chú anh chị, thì đây là một câu chuyện rất là đặc biệt, nên rất mong rằng cái video này được sự chung tay góp sức của tất cả cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa. Hy vọng một ngày gần nhất thì anh em đội sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ tìm kiếm được cái thông tin của mẹ của các bé để giúp mẹ các bé, khuyên mẹ các bé sớm quay trở về để chăm sóc các con, và đặc biệt rằng là chăm sóc cha mẹ già. Chú thì tuổi chưa già nhưng mà sức yếu rồi, và đặc biệt rằng là bà xã của chú thì bây giờ thì bệnh tình quá trời rồi. Chắc là bà xã cũng mong muốn rằng là được nhìn thấy con gái quay trở về, đúng không ạ? Dạ rồi, thì chú cố gắng nha. Thôi thì con chúc chú là mua may bán đắt, ngày nào bán vé số cũng hết nhanh hết nha chú nha. Và đặc biệt là chúc gia đình nhà mình nhiều sức khỏe. Chú thôi thì chú bây giờ là chú là trụ cột chính trong gia đình rồi, chú là lao động chính, bây giờ chú mà phải cố gắng là chú phải ăn uống gì sức khỏe, chứ chú mà ngã xuống một cái thì thật sự thì không biết ai lo cho ai đây. Bây giờ tôi là đứng chính luôn, cái gì cũng tôi mà không có gì đâu. Dạ. Mà cái nhỏ nó có biết gì đâu. Dạ thôi cố gắng chú ạ. Dạ rồi thì con xin phép chào chú. Em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Chào em.